Hello, hello, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ review cái cách mà kiểm tra con tài khoản quảng cáo cá nhân nhá. Có quản trị viên ẩn hay không và cách đá để cho các bạn đỡ phải dùng tool mất phí. Thì chúng ta có thay vì đó chúng ta có thể dùng tay. Thì trên đây các bạn sẽ thấy là có một con via. Mà con này thì tôi nói thẳng nó là con tài khoản tách từ con BM của tôi ra và tôi giữ nó một mình tôi giữ nó đến bây giờ thôi. Và thi thoảng tôi có dùng một số extension linh tinh ABCZ thì hầu như là chả biết là có thật hay không, nhưng mà tôi nghĩ là nó chả liên quan gì đâu, chắc là nó còn liên quan đến một con via trong BM nữa. Thì chúng ta sẽ soi. Thì ok, các bạn phải vào trình này quảng cáo, các bạn sẽ xem nguồn trang đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bốn cái tên đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cái cách nhanh nhất là tìm cái tên của cái con tài khoản quảng cáo đó. Đó là chúng ta sẽ tìm các ID cao, cái tên nào có tên thì cái đấy sẽ là người dùng thực, còn cái nào mà báo không có tên thì đó không phải là người dùng thực. Đây như con này báo loose đó, thì chúng ta sẽ lấy cái ID này đó, lấy ID này cộng với cái việc sau khi lấy ID rồi các bạn sẽ vào một cái link này các bạn thay. Link này thì có thể mình sẽ gán ở dưới mô tả, mô lô tin tả. Đây tiếp bạn sẽ copy IP tài khoản quảng cáo, ID tài khoản quảng cáo. Token này token bạn lấy nớ là lấy qua ID Via nhé, con token EAAI á. Rồi chúng ta enter. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check lại xem là còn cái này không. Và tôi không hiểu lý do tại sao tự nhiên của tôi sinh ra một con quản trị viên ẩn. Đây ta sẽ continue lại đó, hoàn toàn mất. Vì vậy cái cách này của các bạn xe khá là tốt, khá là chuẩn, khá là chuẩn khi các bạn cái sâu cái quản trị viên ẩn với lại đá tài khoản ẩn trong cái con ID con cá nhân. Còn thế BM thì sao? Thì BM thì mình nghĩ là chúng ta vẫn không 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 có những cái cách sâu được hết. BM chắc chúng ta lại đợi tiếp các phù thủy marketing của của cộng đồng ad thủ Việt Nam thôi. Còn chúng ta sâu ra thôi. Chứ mình đợt này mình đang tập trung vào mấy dự án bất động sản với lại về đá quý nên mình không có thời gian về đâm vào cốt tủng linh tinh. Đấy là một cái mà các bạn thấy khá là hay thì các bạn có thể dùng trong giai đoạn này, các bạn tránh với scan hoặc là mất via. Nhưng mà mình nói thật là mất thì cái gì nó cũng mất, khẳng định luôn là cái gì cũng sẽ mất nếu mà các bạn vẫn cứ chủ quan, các bạn không backup, các bạn không làm ABCZ. Vì trong cái này ấy, nó sinh ra một cái tật đó là các bạn không thể kiểm tra được tài khoản quảng cáo của BM, mặc dù cho trên tool có thể báo là đây. Tôi sẽ lấy tool ra, tôi sẽ lấy một tài khoản quảng cáo đây như con này đi chẳng hạn, con trả trước này chẳng hạn, nó là tài khoản của BM, à tài khoản cá nhân. Và bạn này thì chắc chắn là bạn này vẫn chưa, không phải là một bạn biết về á thủ, bạn không phải dân á thủ và bạn ấy không share tài khoản cho ai hết ngoại trừ tôi. Nhưng mà hôm nay tôi lại vào, tôi thấy lại có cái quản quản trị viên ẩn. Thôi anh em tí mạng hơi lát nha. Thoát vào trang. Em làm lại cái. Đó, nó chỉ có hai người như này thôi. Nhưng khi chúng ta căn chuẩn U ra chúng ta tìm. Thì mình nghĩ là cái này đang có một vấn đề gì đấy. Xem. Đấy nó ra một cái ID mà mình hoàn toàn mình không biết luôn, nul ngay từ đầu luôn đó. Thì chúng ta lại phải đá nó đây, chúng ta lại phải dán vào đây. Đấy, ID tài khoản quảng cáo dán vào đây. Đó lại cho ta xong. Còn có tài khoản thì các bạn sẽ thấy là gì, có một cái tài khoản BM nữa đây. Chúng ta sẽ có một cái tài khoản BM nữa. Đây giả sử như con này đi, 32 mét này đi. Xung quanh các bạn sẽ thấy là gì, check thì sẽ không ra, nhưng mà nó vẫn có quản trị viên ẩn. Nếu mà các bạn dòng 2 hoặc nút dòng 1 nhá, kể cả nút dòng 1 hay nút dòng 2
Ở đây sẽ là đấy, nó chỉ có hai cái ID người quản trị trong cái con BM thôi, được chưa? Đấy, chỉ có hai cái ID trong quản trị BM thôi. Đó thì chúng ta sẽ không biết được là nó còn bao nhiêu quản trị ẩn trong đây. Đấy, khi mà nút vào dòng một BM nó vẫn có quyền quản quản lý con viên, vẫn còn quản lý các bạn. Nó sẽ giống như con viên này, nó sẽ giống như con tài khoản này. Đây là cái tài khoản quảng cáo mà tôi share cho anh em để anh em xác minh danh tính dùng khá lâu rồi. Đây bạn sẽ thấy là mất mất tài khoản quảng cáo luôn nhé, hoàn toàn mất tài khoản quảng cáo nhé. Các bạn cài đặt này. Đó, bạn thấy không? Nó sẽ ra một con như này. Nó sẽ ra một cái tài khoản như này. Nhưng mà khi mà nút vào BM rồi bạn vẫn có quyền sử dụng tài khoản quảng cáo này. Khi bạn nút vào rồi thì bạn vẫn có quyền sử dụng tài khoản quảng cáo này như bình thường luôn. Đó, em bỏ qua đi, mình không quan tâm. Đấy, bạn thấy không? Vẫn có thể vào để chúng ta sử dụng nó và đổi tên ABCXYZ bình thường. Thế nên là anh em nên để ý một chút khi mà anh em mua các tài khoản quảng cáo, kể cả là hàng dòng 2 hay dòng 1, nó vẫn có thể có tài khoản quản trị bí ẩn. Cộng với cái việc là các bạn tránh cái việc trường hợp để lộ token ra, vì token có thể share quyền tài khoản quảng cáo. Đó. Ok. Thì clip hôm nay là chủ yếu nói về cái vấn đề là quản trị bí ẩn. Chúc anh em sử dụng tốt, hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại. Nguồn tốt thì là của anh em cộng đồng Á Thủ Việt Nam xe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.